Vũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn. Thì hiện tại Vũ Hoàng đang đứng ở ngay chỗ cái trục đường là đường Âu Cơ, thuộc hẻm 536 của đường Âu Cơ, thuộc phường 10 quận Tân Bình ha. Thì cái vị trí mà ngôi nhà mà Vũ Hoàng sắp giới thiệu là vị trí đường rất rộng, đường xe hơi có thể vào tận nhà, và đường cái nhà một trệt hai lầu luôn cô chú anh chị ha. Đó, nằm ở ngay gần chỗ bệnh viện Tân Phú nha. Và đặc biệt nhà mình là nhà hẻm thông, thông từ hẻm 536 của đường Âu Cơ thông sang hẻm, thông sang mặt tiền luôn cô chú anh chị, mặt tiền đường của đường Trần Văn Quang. Thì cái đường Trần Văn Quang thì cô chú anh chị mình cũng biết là cái đường nó sẽ thông ra ngay chỗ đường Lạc Long Quân ha. Thì vị trí ngôi nhà của mình á, là nhà mình hiện tại đang có hướng chính là hướng tây nha, nhà một trệt hai lầu. Và bây giờ Vũ Hoàng sẽ giới thiệu cái đường đi trước cho cô chú anh chị mình tham quan, và sau đó là sẽ giới thiệu bên trong ngôi nhà này nha cô chú anh chị ha. Thì hiện tại bây giờ Nguyễn Hoàng đang đứng ở vị trí là mặt tiền đường của đường Âu Cơ của chú chị ha. Bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi thẳng vào vị trí ngôi nhà, và trước tiên là Nguyễn Hoàng sẽ giới thiệu ngay chỗ khu vực này cho cô chú anh chị mình biết trước ha. Hướng này nè, mình đi lên là mình lên ngay chỗ bệnh viện Tân Phú nha. Từ đây mà lên bệnh viện Tân Phú là khoảng cỡ 200m là mình tới nha. Còn hướng ngược lại nè, hướng ngược lại này là cô chú anh chị mình sẽ đi về ngay chỗ cái vòng xoay Lê Đại Hành, ngay chỗ gốc Lạc Long Quân với lại Âu Cơ đó, ngã tư. Mình tới Lạc Long Quân thì mình rẽ tay phải là mình đi về Đầm Sen nha. Và từ đây nè cô chú anh chị mình lên tí, lên khoảng cỡ chừng 20m thôi là mình sẽ gặp đường Trần Văn Quang ha. Thì ngôi nhà của mình là thông từ hẻm 536 của đường Âu Cơ thông sang mặt tiền của đường Trần Văn Quang luôn nha. Thì đường Trần Văn Quang thì sẽ thông ra tới đường Lạc Long Quân nha cô chú anh chị. Nói chung là ngôi nhà của mình đó là ngôi nhà đường thông. Bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ giới thiệu vô bên trong trước cho cô chú anh chị mình tham quan nha. Đây mình đi lên tới đây là mình sẽ thấy hẻm nè, hẻm 536 của đường Âu Cơ là mình sẽ quẹo tay phải vào. Đây hẻm này nè, hẻm này mình quẹo tay phải vào ha. Hẻm này là hẻm 536 đường Âu Cơ, thì hẻm này hiện tại là đường rộng 6m. Đó, đây là đường rộng 6m ha. Mình đi thẳng vô một tí nữa là mình sẽ gặp bên tay phải có một cái hẻm, cái mình quẹo tay phải là mình vô vị trí ngôi nhà của mình. Đường trước nhà của mình là đường xe hơi vào tận nhà nha. Đó, căn nhà này là nằm ở quận Tân Bình nha cô chú anh chị, ở quận Tân Bình thuộc phường 10. Tới đây mình rẽ tay phải vào nè. Đây mình rẽ tay phải vào là mình sẽ thấy vị trí ngôi nhà của mình đó, ngôi nhà này nha, ngôi nhà trước mặt nha, một trệt hai lầu. Còn hướng này mình đi thẳng luôn á là mình sẽ ra lại đường Trần Văn Quang đó, ra mặt tiền đường của đường Trần Văn Quang nha. Nguyễn Hoàng sẽ giới thiệu cái đường thông luôn để cho cô chú anh chị mình hình dung cái vị trí ngôi nhà mình cho rõ. Nhà mình là đường cá là nhà hai lầu, công nhận nha cô chú anh chị. Được công nhận trong sổ là hai lầu, nhưng mà cái diện tích sàn thì không được công nhận ha. Diện tích sàn là bảo lưu nha cô chú anh chị ha, thuộc diện là bảo lưu, nhưng mà ở bên sơ đồ đất á, thì sẽ có một trệt hai lầu ha. Đây mình đi ra đây là mình ra mặt tiền của đường Âu Cơ lại nè, và đây là mặt tiền đường của đường Trần Văn Quang. Phía sau lưng của Nguyễn Hoàng á, là cô chú anh chị mình sẽ đi về đường Âu Cơ, đường Lạc Long Quân nha. Đó, phía sau lưng này nè, ở sau lưng này là mình sẽ đi ra được mặt tiền đường của đường Lạc Long Quân ha. Bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ giới thiệu bên trong ngôi nhà cho cô chú anh chị mình xem nha. Và đây phía trước của chú anh chị mình đó là vị trí là đường ngôi nhà của mình nha. Đây là đường nè, đường rộng nè. Cô chú anh chị mình thấy đường rộng không? Rộng hơn 4m nha. Đó, đường này thì xe hơi mình vào thoải mái nha. Đó. Và từ đây nè, mình ra ngoài kia mình rẽ tay trái đó, là mình sẽ về cái đường hẻm 536 của đường Lạc Long Quân Âu Cơ ha. Và cái hẻm đó là hẻm rộng 6m nha cô chú anh chị. Hẻm này thì chỉ có hơn 4m một tí thôi, nhưng mà hẻm kia thì rộng hơn ha. Đây ngôi nhà của mình, đây nhà mình là một trệt nè, một lầu
và ở trên này có một lầu nữa nha. Đó là một trệt hai lầu, với lại nhà mình có đang làm cái mái ngói nè, mái ngói che ra nè với tấm bạt nè. Đó, nhà thì hai lớp cửa, một lớp cửa kéo và một lớp cửa kính bên trong. Thì ở đây là khoảng không gian, thì thềm nhà mình so với thềm đường đó là khoảng cỡ bốn, khoảng cỡ 3 tấc nha, 3 tấc nha cô chú anh chị. Đó, khoảng cỡ 3 tấc ha. Và từ đây thì mình đi thông ra ngoài đó là mình ra đường Trần Văn Quang nha, mặt tiền đường của đường Trần Văn Quang. Và đường Trần Văn Quang thì nó sẽ ra tới lại đường là mặt tiền đường của đường Lạc Long Quân ha. Thì căn nhà này ngang là tính từ đây nè qua bên này là 2,8 m, và chiều dài từ bên trong này, từ bên này mà vô bên trong đó là 5,5 m nha. Đó, nhà một trệt hai lầu, nhà mình là hoàn công đầy đủ nha, hoàn công đầy đủ một trệt hai lầu. Nhưng mà có điều cá là nhà mình là dạng thuộc dạng là bảo lưu, ở trên ở trong sổ là thuộc dạng bảo lưu ha, cái diện tích sàn thì không được cập nhật trong sổ ha. Đó, dạng như là không có cộng lầu tầng trệt lầu 1 và lầu 2, chỉ có tầng trệt không nha cô chú anh chị. Và được bảo lưu, bảo lưu có nghĩa là ở trên cái một tờ của bên bên sổ hồng á, cái tờ mà có sơ đồ á, thì nó sẽ thể hiện là tầng trệt lầu 1, lầu 2 là nó thể hiện đủ nha, đủ ba cái nha cô chú anh chị ha. Thì đó, thì Nguyễn Hoàng sẽ nói rõ cho cô chú anh chị mình để cô chú anh chị mình biết ha. Và ngôi nhà này hiện tại chủ đang kêu bán với mức giá 2 tỷ 180 triệu nha. Đó, nhà sổ hồng riêng đầy đủ hết, sang tên công chứng liền trong ngày cho cô chú anh chị mình luôn. Và đặc biệt nhà mình là không có bị sai phạm gì hết, nói chung là nhà mình là hoàn công đầy đủ, nói chung là pháp lý là đúng nha, không có bị sai lệch thay bất cứ một cái gì hết ha. Thì đó, đây là khoảng bên trong nè, nó được cái là cái chiều dài của mình là 5,5 m nha cô chú anh chị. Đó, 5,5 m. Và đây là khoảng không gian nè, bề mặt đá hoa cương đó, cũng có thiết kế cái khoét một cái lỗ, nếu mà cô chú anh chị mình mà xài bếp ga thì mình nhét đường ống bếp ga lên ha. Đó, này bồn rửa chén nè, có bồn rửa chén ở đây luôn, ở dưới thì kệ tủ mình có thể để những cái vật dụng được nè. Còn bên trên này là tủ nè cô chú anh chị ha, tủ này hiện tại là đang là tủ tủ inox nha cô chú anh chị. Đó, inox nha, có cục 500 hết luôn nè. Đó, đó, rất là ok nha. Bên đây là cái sàn mà mình để chén nè, chén bát dĩa nè. Đó, hay dĩa nè, chén bát ở đây. Toilet thì bên trong đây, nhà mình đường cái là hai phòng ngủ, có nghĩa là hai lầu ở trên là mỗi lầu là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đó, với lại ở dưới tầng trệt này một nhà vệ sinh nữa, là tổng cộng là 3 nhà vệ sinh ha. Đó, và đây là khoảng không gian nè, không gian này không gian phòng khách nè. Đó, cô chú anh chị mình có thể để được một chiếc xe, hai chiếc xe. Còn khoảng không gian này mình để bộ bàn ghế ở đây. Đó, tivi để bên này hoặc là mình để bên này đều được ha. Với lại á là có hai cánh cửa, một cánh cửa kính bên trong và một cánh cửa kéo nè, kéo bên ngoài nè, kéo lá bên ngoài nè ha. Nhà mình á, điện nước là của nhà nước nha cô chú anh chị. Đây, đồng hồ điện đây nè, đồng hồ điện là tại trong nhà luôn. Đồng hồ nước thì ở đây. Đó, đồng hồ nước là cô chú anh chị ha. Đó, đây nè. Nói chung là ở đây là khu an ninh nha cô chú anh chị. Nói chung hẻm nhà mình nó là hẻm xe hơi, và cái giá tiền mà chủ kêu bán nó cũng quá rẻ rồi cô chú anh chị ơi. Hẻm xe hơi được hai lầu, hai phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh mà giá chỉ có 2 tỷ 180 triệu thôi. Và nhà xe hơi vào tầng nhà thoải mái, và nhà là không bị sai phép, không bị gì hết, nói chung là hợp lệ hoàn toàn ha. Đó, bây giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi lên cái lầu lầu 1 cho cô chú anh chị mình thấy nó rẻ ở chỗ nào nha. Đây, cái lầu 1 nhà mình đây. Đây, một phòng ngủ đây nha, một phòng ngủ rất là rộng nha cô chú anh chị. Đó, có ban công luôn ha, ở đây là có ban công nè, ban công ở đây. Và khoảng không gian này là không gian của toilet nè, toilet thì chủ đang thiết kế ở phía ngoài này nha cô chú anh chị ha. Đó đó, một toilet ở đây, ban công ở đây. Còn khoảng không gian này là không gian ở dưới đường nè, đường di chuyển nè. Nói chung là ở đây nếu mà mình có kinh doanh buôn bán nó cũng được nha, tại vì ở đây cái lượng xe qua lại rất là đông đúc, nếu mà mình buôn bán tạp hóa hoặc là mở tiệm tóc, tiệm spa đều được nha cô chú anh chị. Đó, với lại có chỗ ngủ, có chỗ làm tiệm tóc, tiệm spa luôn, nói chung là nó cũng tuyệt vời rồi. Đó, khoảng không gian này rất là rộng nè, ngang 2,8 m lần ha, tính từ đây qua đây là 2,8 m, và chiều dài là 5,5 m nha cô chú anh chị, rất là tuyệt vời ha. Giờ Nguyễn Hoàng sẽ đi lên lầu
lầu 2 để cho cô chú anh chị mình tham quan nha. Nhà mình hiện tại đang có hướng chính là hướng Tây, thuộc Tây Tứ Trạch ha. Đó, Tứ Tây Tây Tứ Trạch, đặc biệt nhà mình là gần ngay chỗ trung tâm bệnh viện luôn ha, trung tâm bệnh viện quận Tân Phú ha, và gần công an quận Tân Phú luôn, gần Bixi luôn ha. Đó, rất là tiện ha. Đó, và đây là toàn bộ bên trong của cái phòng lầu 2 này cô chú anh chị. Có cửa sổ luôn, có cửa sổ bên hông luôn, thoáng mát. Tặng luôn, chủ tặng luôn, mình để lại mình cái tủ này luôn. Hiện tại thì cái tủ này khiêng xuống nó cực quá, chủ để lại luôn ha. Nói chung là về thì mình chỉ cần đáp đường ống máy lạnh vô là mình xài thôi, mình sử dụng thôi ha. Nói chung là nhà này là quá đẹp rồi cô chú anh chị ơi. Với cái mức giá chủ kêu bán là quá rẻ rồi. Sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ luôn. Đó, công nhận được bảo lưu ha. Và đây là khoảng không gian lavabo nè. Đó, cái này về mình nghiên cứu mình có thể làm thêm được một cái bồn cầu ở đây nữa. Đó, còn không thì mình làm chỗ rửa mặt, lavabo để rửa mặt, với lại kính gương soi với vòi sen tắm được rồi. Đó, ở dưới thì mình sử dụng bồn cầu ở dưới với lại tầng trệt là đủ rồi cô chú anh chị ha. Đó, hai phòng ngủ, ba nhà vệ sinh nha. Đó, hướng này là hướng chính nha cô chú anh chị, hướng chính này là hướng Tây nha. Đó là buổi chiều nè. Buổi chiều mặt trời sẽ lặn ở hướng này ha, còn mặt trời mọc là ở hướng này nha cô chú anh chị. Đó, đường trước phía dưới nè, lượng xe qua lại cô chú anh chị mình thấy không, lượng xe qua lại rất là đông đúc. Nếu mà mình buôn bán ở đây mình buôn bán được luôn đó nha. Đó, mình buôn bán là cực kỳ tuyệt vời luôn. Với lại từ cái vị trí này mình ra mặt tiền đường của đường là đường Âu Cơ là khoảng cỡ chừng 150m thôi là mình tới mặt tiền đường của đường Âu Cơ rồi, nó rất là gần nha, chứ không phải là xa gì đâu cô chú anh chị ơi. Thì cô chú chị mình quan tâm căn này liên hệ Nguyễn Hoàng ha, để mình qua mình xem nhà ưng ý thì mình thương lượng giá trực tiếp chính chủ ha. Nhà rất là đẹp và mới luôn cô chú chị. Và Nguyễn Hoàng xin kết thúc video tại đây. Chúc quý cô chú chị mình một ngày làm việc an lành và tốt đẹp ha.